Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người ba con xe cọp. Ba con 150cc luôn. Còn bên tay trái này là con xe phổ thông Honda Winner bản ABS nha. Con này biển số 61 Bình Dương. Chủ xe Upland CBR thì em hỗ trợ em thu luôn. Con này kéo trong nguyên con cực kỳ đẹp luôn. 31.800.000 đăng ký 2020 nha. Cực kỳ keng xe bang luôn. Tem bọng này kia là còn đẹp, mẫu HRC Honda Winner. Rồi, còn con thứ hai là con FZ25. Ý lộn, FZ150. 37.800.000 biển số 66 Đồng Tháp, 6568, biển số đẹp, đăng ký 2016. Con này đời cao và cực kỳ gọi là odo thấp nữa. Odo có mới có 10.000 à. Ý lộn, odo có 8.000 mọi người. Odo chưa tới 10.000 nữa. Chưa tới 8.000 nữa, hay là gọi là một con xe hiếm. Nên giá trị nó sẽ cao hơn xe thường. Nha, cực kỳ đẹp luôn, màu Movistar màu xanh nữa. Tên là của đó nha, anh em nào mà ưng rẻ 30 31 triệu gì đó thì mình mua mấy xe mà odo cao. Đó. Thì cái tiền odo cao và sau này về hao mòn này kia thì nó còn hơn cả mấy cái chiếc xe mới như vậy. Kéo trong nguyên con luôn nha, em chưa lột. Đó. Cực kỳ đẹp. 37.800.000 FZ150i. Con này gọi là cực kỳ gọi là chuộng. Với lại là bền. Rồi, con xe thứ ba là CBR 150 biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn nhiêu đây? 50 9 nút, biển Sài Gòn 9 nút 2018, 49.800.000, màu trắng đen, Honda CBR 150R nha. Dạ, xong đi mọi người. Honda CBR 150R. Mẫu xe Indo. Nhỏ gọn. Rồi, đầu tiên là bây giờ đầu tiên em review chiếc Winner X trước cho mọi người xem nha. Con này thì cũng không có gì để review luôn. Nhưng mà chỉ có quay cho mọi người với cho anh em biết, cho anh em với mọi người ở xa để biết, để xem chi tiết, để chốt từ xa, để gọi là tìm hiểu từ xa. Thì xa gần gì á, tìm hiểu ở nhà rồi trước khi đến cho nó nhanh gọn lẹ. Hoặc là dành cho anh em nào mà muốn cập để giữ xe. Đó, Winner X bản tem HRC có ABS nha mọi người. ABS và đăng ký 2020, không phải là bản CBS và đời cũ nha. Con này đời cao, ABS rất kỳ keng luôn. Này, ốc tán này kia là sáng trưng. Mọi thứ là keng xe ben hết. Nhông sinh dĩa này kia là còn đẹp hết nè. Quá đẹp luôn, 2020 nè. Đó, quá keng xe ben luôn. Y này như độn luôn mọi người. Đó, yên độn ngồi êm ái luôn. Con 150 có ABS hiện giờ. Cái dòng xe phổ thông á, gọi là dòng xe phổ thông như duy nhất luôn chúng ta. Duy nhất có ABS hiện giờ. Biển số Bình Dương nha, biển số Bình Dương 61. Cực kỳ đẹp luôn. Mọi người thấy không? Dàn áo nè. Em mới lột keo trong nè, đó. Nhìn cái đâu keng tới đó, đĩa thắng băng nè. Đó, đĩa thắng nè. Ốc tán, ốc cốt này kia là sáng trưng hết nha. Mọi thứ là đẹp hết nè. Bỏ quay cái nhà heo luôn mọi người. Đó, quá đẹp luôn. Chỉ có 31.800.000 thôi. Anh em nào ở tỉnh thì mua mấy chiếc này thì ngon. Là ngon bộ rẻ. Còn anh em nào mua Sài Gòn thì em có luôn nha. Sài Gòn ngoài này có chiếc. Cái số Sài Gòn này mắc hơn. Còn đó là tới 34.800.000 lận. Cũng màu đỏ luôn nha. Còn con này là màu đỏ HRC. Đó, hai chìa khóa đầy đủ. Winner X. Thấy không? Cục máy mọi người thấy không? Ốc tán, ốc cốt này kia là sáng trưng. Ốc này kia là sáng trưng. Nhìn là mê liền. Mua mấy con xe mà nhìn từ xa như vậy là mê liền. Đó. Nên xi nhan đồ chơi. Xi nhan đồ chơi cho nó gọn. Tại vì xi nhan này nó dễ gãy. Đó, cứ dài dài ra là nhìn mắc cười lắm. Quẹt quẹt cái là gãy liền. Thay xi nhan nhìn gọn ngon bổ rẻ nữa nè. Ốc cốt nè mọi người không? Rồi, đây là ốc cốt nè. Đĩa là thẳng băng nè, ABS trước sau phuộc thì kia là mọi thứ còn đẹp hết nè. Nha. Tem xanh vẫn còn nè. Quá đẹp. Có lên được cái ốp mạo đây thôi.
móc Emru nha mọi người. Đó, máy móc Emru Honda Winner biển số Bình Dương. Muốn sang tên này kia đều ok hết, ủy quyền sang tên đều ok hết, hoặc là để biển như chạy vẫn được nha. Tại vì xe này em đăng ký đúng ủy quyền lần đầu, anh em nào mua em cho ký lần hai hoặc là rút gốc sang tên gì đó tùy anh em nha. Quá đẹp luôn, máy móc êm ái. Mẫu xe 150cc, con bộ rẻ hiện giờ và có ABS. Đó. Xong một em. Rồi, tới em thứ hai là em cọp FZ150i, biển số 66 65658. Gì lọc quanh năm rồi quanh năm phát gì đó. Nha, tùy mọi người dịch nha. Theo ý em thì em dịch vậy đó, còn mọi người dịch sao thì em không rành lắm. Con này anh em muốn rút rồi sơ sang tên hay hoặc là để biển số chạy đều được hết. Keo trong chủ xe cực kỳ kỹ luôn, keo trong nguyên con em mới lột nha. Này mọi người thấy không, đề xi nhan này trong vách luôn. Nó đồ có mấy ngàn, chưa tới 10 ngàn nè. Xi nhan vậy là biết trong mà, chóa đèn trong vách luôn. Là biết con xe chạy nhiều hay ít hoặc là giữ dựng kỹ hay không nè. Tem Yamaha Jin, Yamaha Lube, Yamaha nè. Đó, mọi người thấy không, đẹp quá đẹp luôn. Sườn bọng màu ấy quá đẹp luôn nè. Nè, nó ốc tán nè, ốc cốt nè. Đĩa là thẳng băng nha mọi người thấy không? Đĩa thẳng nè. Nhìn mấy cục hút ốc nè, nhìn sáng trưng nè. Nhìn mê liền. Nha, bầm bọng này kia là còn đẹp hết. Nè, cục máy nè, cục máy bô nè. Màu xanh Yamaha đúng là cái con nào nhìn cũng ok hết. Bản Movita á, nhìn con nào thiết kế cũng ok ghê. Mà đặc biệt con FZ150 này được chuộng nha, máy móc thì nghe nói là bền bỉ, quá bền bỉ luôn. Ta chạy năm sáu mấy ngàn vẫn còn ngon lành, kình đào hết nè. Delta Boss vậy là sườn bọng này kia nè, quá đẹp luôn. Máy này mọi người không, nhìn quá đã luôn nè. Đó, bảy màu luôn nè, quá đẹp quá keng. Đời cao nó 2016 nữa. Đó, cho một con FZ này anh em nào phải nhanh còn lẹ nha, mua nhanh còn lẹ đây không bay đáng chịu, tiếc đáng chịu. Chưa đủ tiền thì có cọc, tụi em sẽ giữ cọc. Đó, đừng để bán này tiếc nha. Đó nè, quá kèn xe bèn luôn, đẹp khỏi chê. Có lên cái baga sau nè. Bản Movita nha, FZ150 bản Movita. Tụi em rửa dọn sạch sẽ trong ra ngoài hết rồi. Gầm bọng này kia là keng xe ben mới tinh, nhìn từ xa là mê rồi. Tụi em mua xe nhìn từ xa mấy con ốc cốt ốc tán này là khoái rồi. Hai kiến hai chìa đầy đủ nè, đúng đẹp đúng hiếm luôn nè. Xin nhan kêu bự quá. Cụm này kia là mọi thứ còn đẹp hết. Đó. À, máy móc Emru à. Máy móc Emru nha. Quá êm. Yamaha FZ150i. Biển số 66 Đồng Tháp. À, quá đẹp luôn. Dán keo trong nè. Nha. Keo trong vẫn còn nè. Ờ, chỗ này bị chỗ này xíu nè. Ờ, anh em nào muốn ấy thì đem ra tiệm làm nha. Tại tụi em muốn zin thì để vậy. Còn này làm đơn giản lắm nha. Bây giờ cái gì nó cũng làm được hết á. Quan trọng là con xe cọp. Nó zin quá nên em để vậy luôn nè. Ốc tán ốc cốt nè nghe không? Quá đẹp luôn. Thấy không? Ờ. Ừ. Xô cục máy ra nhìn nó quá đẹp luôn. Thấy không? Ốc nè. Trời, 26 mà nhìn như mấy con là mới si vậy. Nó hẳn luôn, giống như y chang như mới đem đi si ốc vậy. Đó, quá đẹp luôn. Không xin dĩa nè, sáng chân, muốn reset vậy. Mình dày cui nè, ốc cốt nè mọi người không. Màu nè, sáng chân lên. Movista FZ150i bản Movita cực kỳ ưa chuộng. Và cái bản màu xanh và ô đô thấp cực kỳ hiếm nữa. Rồi, 37 triệu tới mấy anh nha. Con thứ 3.
Honda CBR 150R biển Sigul. Sigul 9 nút 49 triệu 85 ngàn 2018. Màu trắng đen, xe zin nguyên con luôn. Lên được cái xi nhan với bá bề số nút gầm với lại cái gì đó thôi. Nha, 6 số. Honda thì cực kỳ gọi là sao ta? Kiểu dáng đẹp. Tiết kiệm xăng, máy móc bền bỉ. Dàn áo mọi người không sáng trưng. Đẹp keng xe ben. Đó. Để thẳng băng à. Nha, để thẳng ống cán thẳng chân này thấy không? Cái này là cái chống độ bánh trước. Quá đẹp luôn, mâm bọc này kia là mọi thứ còn ok hết. Đó. Máy này kia là còn đẹp hết nữa thấy không? Đi xăng này. Màu đen trắng. Tem CBR biển Sài Gòn 9 nút. Máy được số nút gầm. Rồi tránh bụi sâu nữa, ốc tán sát chân nè. Thấy không? Đó, quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá khen cọp luôn. Con này Indo nha mọi người, bản Indo. Không. Con nào cũng gọi là êm ái hết, máy móc êm ru. Đề phát anh ngay. Nha, Honda CBR 150R biển số Sài Gòn 9 nút. Máy êm. Êm người ta gọi là êm như chó thở vậy đó. Này chó chạy hơi mệt xíu thôi. Cái chó thở kỳ lắm. Đó. Quá đẹp luôn, quá keng luôn nè, nước sơn nè. Bao đẹp luôn mọi người. Tem CBR 150R, tem Honda. Đó, nhông xin dĩa thay bộ xin sò nè. Mấy bộ này thì hạn chế nó sẽ reset hơn so với là bộ zin. Nha, xài bộ zin nó nhanh reset lắm. Không phải nhanh mà nếu như mình không kỹ á. Đi mà cứ chà mấy bữa là mất cái lớp ngoài bắt đầu reset lên. Sắt mà. Đó. Quá đẹp luôn nha. Cùng bọc đồng hồ này kia là mọi thứ còn đẹp hết nha, lên bài bằng ốc titan nữa. Giá là 49 triệu 800 ngàn. Honda CBR 150R 2018 biển số Sài Gòn. Rồi. Xong ba em nhanh gọn lẹ. Đây, quên chiếc cục máy cho mọi người xem. Thấy không? Cục máy này kia là sáng chân nè. Đó. Quá đẹp, quá keng luôn nha. Mọi thứ là còn keng xe ben hết. Rồi, ba chiếc nha anh em, là có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em. Ngoài ra còn nhiều dòng xe khác nữa. Có chạy xe luôn, ban đích tùm lum la mới về nè. Đó, anh em nào có nhu cầu thì nhập máy lên nha. Quá trời đẹp luôn, quá trời nhiều luôn. Đó, Win X nè. Đó, quay lại nè, chiếc FZ nè. Rồi, thank you anh em nhiều nha. Giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á, nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn. Tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu dàn áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe
em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha. Có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt. Đó, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người. Thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp. Trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha, chỉ xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy 100 triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn, chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon, với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem một cái xe bao nhiêu tiền, mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua, thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới với xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào, đó, xem cửa hàng nó như thế nào, rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.